khi mình tập hôm nay thêm một bài mình tập thế mà nó dễ chịu thì bài tập luôn. Tuần qua là có tập 12 thức, có một bài 12 thức nào phải không? Rồi có cái bài mà mới 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 ra là cái bài nó hơi nặng này. Bài hơi nặng tức là cái bài nó chỉ xuống vậy nè. Đó, bài đó. Thì hôm nay ra một bài nó nhẹ hơn, thì bài tuần trước thì bài tuần hôm nay là mày sẽ tập thử cái bài hôm nay với bài trước, cái hai bài nào thấy dễ chịu thì phải chọn. Thì mày chọn bài một hoặc bài hai. Bài trước là tập rồi gì có hai thức đó. Đó, bài thức mình tập nếu mà thấy nó có vẻ là cái phổi nó không có khỏe lắm, tức là có vẻ là xuất sức khỏe nhiều ra quá, thì tới bài hôm nay là bài này nhẹ, nếu mà bài nhẹ mà mới được thì chọn bài này. Thì vừa qua thì cái bài bài thứ hai hôm nay là đa số người bệnh mà hen suyễn phế quản không tính chọn bài số 2, còn mày là tướng mày đô á, thì đang chưa đưa cái bài một, còn cái bài thứ hai thì nhiều người đang tập này, lắc họ phải tập thử coi nếu mà nó hợp mày thì tập cái bài này trong vòng một tháng tới là nguyên một bài của nó, chuyên đề bài đó là tập suốt đời, dần dần là bỏ hết tất cả các bài cũ. Cái bài thứ hai này là một bài thôi, tập suốt để cho Là có nó nghĩa là cái từng giờ đoạn là bài cái bài mà thầy đưa hai hai thứ trước đó thì bài đó mày rồi nó sẽ tức là khi mày nếu tập mà nó không ấy nó sẽ chịu đứng nó sẽ gì không, tức là mày thấy tập của nó cái bộ nó không có khỏe bằng cái bài hôm nay, được thí nghiệm thử. tại vì tôi từng rồi này từng này ấy, con tập thì nó cũng giảm tại công việc nhiều quá trong cái thời gian tập Ít của tập tôi vậy, rất là ít tập lại thứ hai nữa là ngày con làm trong cái môi trường nhiệt độ nó cao quá. chết mẹ, cái đó phải nói cái giảm cái nhiệt độ xuống mới đúng, cái phổi nó Đúng rồi, cho nên con cảm thấy con mệt rồi đó. từ ngày con ở trong môi trường nóng nhiệt nhiều quá Thì nên môi trường nó là tại vì nó là ngoài trời chứ không phải trong phòng gì. trong phòng nhưng mà tại vì Cái máy nó nóng luyện luyện gan nhơ rồi đó cái nhiệt độ nó rất là cao. tu cái đó mình hạn chế rồi đó. Cái mùi mà mấy cái thứ kim loại mà nó nấu nó bay ra nó hất hại phổi, thì luôn rồi Thì làm từ sao ngày mình con làm cho nên công việc thì mình không làm cũng được tôi cảm thấy nó hơi mệt không biết do con ở trong nhiệt độ hay là do con tập cái bài này nó mệt đó. Thì bây giờ hôm nay có cái bài bài thứ hai này giữa trong hai, có thể cái bài số 2 này nó đỡ hơn. Thì bài số 2 đó tao giờ tao múa thử cho mày coi, mày tập bài số 2 mày đứng mày múa theo bài nó thì tập đó thì thấy bình thường không có gì hết nhưng mà thì sau hai bữa nay là thấy mệt đó nó mệt đó. Thì cái tùy cái bài thì chọn bài cái bài nào ở cái môi trường nhiệt độ nóng á cái bài mà bài thứ hai này là bài là cái nhiệt độ mà nó quan trọng, cái bài đầu thì nó phải mát nó mới tập được, cái bài mà bài nó đứng xuống vậy đó, bài bài hôm nay đứng nhà mày đứng theo tao này. Để tao tập cho mày nó giống như bài mấy đứa kia nó múa vậy nè, đứng nhà thấy không, cũng bài này của Phật Phật giáo đứng vậy xong xuống đó. Đây để bài này thì là dơ lên nè, úp lên bung hai bên thẳng góc thấy không, bây giờ là đổ người, đổ người chứ không phải là là nhón chân nha, đổ người là cái gót nó nghiêng lên, cái tay tay phải đấm tay trái xòe, tay phải đấm tay trái xòe mà cái xòe nó úp xuống dưới, đứng dậy một chút xíu khoảng 6 giây xong cái chắp tay lại xỉa xuống. Bài nó tôi có quay về tập thử, nó kéo lên nhẹ nhàng thôi không có dùng lực gì hết, mà hít thở bằng bụng á chứ không hít thở bằng phổi nha, hít vô bụng nè, cái này hít vô bụng để thay ra cái chân hơi, cái người hơi đổ ra phía trước, hít vô bằng bụng, hít vô cái nín vậy thôi, rồi vậy để thở ra xong rồi hít vô nín này thở ra để tự nhiên, rồi xô hai bên đó, vẫn vẫn kiển chân nha, cũng hít vô cái nín, hít tự do tức là hít bằng bụng á, thở bình thường chứ không thở đều mà hít vô bằng bụng hết. Tay giơ lên đó, động tác thứ tư, động tác thứ năm xuống này, hai tay để như này giống như mình chống tay lên mặt bàn vậy đó, xong cái tay này phải ăn ra vậy kéo qua bên này, cái chân vẫn nhón, cái tay này ôm bốt cái nách, cái đầu nghiêng qua
bởi vì không được gồng gồng nó sẽ khó khó tập, thả lỏng hết ra rồi bung hai tay ra, rồi cái tay này cũng là nhẹ nhàng kéo qua bên này đó, cái tay trái hướng bên này, tay phải ôm cái nắp đó, cái mặt nhìn ra cửa ra phía trước, nhìn ra phía trước, cái tay lỡ sai là ở đó vậy, rồi xoay ra phía trước này, hai tay thụt chỏ ra sau, cái chân vẫn nhón đó. Thở đều qua, hít bằng bụng, thở bằng bụng, tay trái ở trên kéo xuống, xô duỗi cùi chỏ ướng lên, xong bây giờ dơ lên vậy, úp tay phải ra ngoài, nó như thật thể dục á, nhưng mà nó thở bụng không, rồi vẫn vậy vậy, bung hai bên rồi đan lại phía sau, ưỡn ngực lên đó, thở đều, thả chân xuống đó, bài hôm nay vậy thôi sao đó. Đó như có biết về môn múa theo.